Hello mọi người, mình là Cường ET. Hôm nay mình xin ở đây trên bàn của mình này có cái laptop. Đây là con K45A K3 đời 2. Chỉ có card Intel HD Graphics 3000. Con này tuổi thọ của em nó là được hơn 7 năm rồi ha. Cực kỳ trâu bò luôn. Pin các bạn biết không? Pin nó vẫn còn khoảng 3 tiếng. Rồi, cái keo tản nhiệt. Keo tản nhiệt. Cái loại các bạn nên mua loại tốt đó nha, đừng có mua ham rẻ, mua mấy loại mà 20-30 ngàn á, mấy cái loại đó vứt đi. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tháo máy. Tháo pin nó ra trước. Sinh nó nè, kinh khủng không? 2 năm, nó oxy hóa hết luôn mấy cái kim loại à. Các bạn nhận ốc, các bạn kinh nghiệm của mình là các bạn nhận chéo nha, đừng có dặn mà dặn theo chiều kim đồng hồ, nhận chéo nó, nhận xéo nó thôi. Rồi xong. Ô, 2 năm trời mà cái keo tản nhiệt của mình này vẫn còn ướt này, nó đâu có khô đến nổi đâu, nó không khô cho lắm. Này xài được thêm năm nữa mới thay, đáng lý là xài thêm năm mới thay. Rồi cái con này á, cái dòng này là cái dòng M nên là cái các bạn có thể nâng cấp được CPU của nó. Cái con CPU này là con 2230 M i3 2230M, các bạn có thể nâng lên i5 đời 2 hoặc là i7 đời 2 rồi được cả. Nó tựa y chang như là CPU của máy tính vậy ha. Nhưng mà tùy nha, không phải là cứ cùng đời là thay được đâu nha. Đa số các dòng CPU bây giờ á là nó đóng chết luôn, không tự gỡ được luôn. Rồi, là có cái đồng nghĩa là các bạn không thay được á. Máy này không có card Vega. Nếu mà có card Vega á, các bạn nhìn vô rất là dễ thấy, bởi vì nó sẽ phân thêm một cái nhánh nữa, cái phần tản nhiệt đó, nó sẽ phân thêm một nhánh để mà nó tản nhiệt cho cái bộ phận Vega đó. Mình nhìn vô là biết liền à. Còn không, đối với những cái dòng máy cao cấp luôn á thì nó sẽ có một cái quạt riêng luôn, những cái dòng máy game mà 40 mấy 50 mấy triệu hoặc là đeo Alienware mấy cái dòng đó thì nó sẽ có một cái quạt riêng để mà làm mát cho hai cái quạt đó sẽ làm cùng làm mát cho CPU và Vega cùng một lúc luôn. Còn hiện tại cái thì cái này nó không có. Các bạn dùng vải khô á, nhớ là đừng có gì dùng nước nha, linh kiện máy tính là tuyệt đối không kỵ nước lắm. Rồi các bạn dùng vải khô bằng chuỗi sạch đi, cái này quét một cái lớp chùi rồi thôi. Rồi, nó chùi luôn. Rồi, các bạn coi cái phần mà tản nhiệt nó này, nó có rất là nhiều bụi bẩn. Bạn dùng cái bàn chải răng á, bạn cọ nó sẽ sạch hơn.
Sau đó các bạn có thể dùng cái ống cái đồ thổi á để mình... Rồi sau khi vệ sinh á thì nó sẽ phải đảm bảo đó là bụi nó sẽ hết sạch luôn nha, không còn bụi trên này là ok thôi. À, lưu ý là mấy cái này là mình đừng làm gãy nha, gãy là nó sẽ tản nhiệt, nó cái khí của nó, cái hơi gió nó không thoát được đâu. Rồi xong cái phần tản này rồi, còn cái quạt á thì các bạn kiểm tra xem các bạn quay á nó có bị rít không. Nó là bị rít á, các bạn quay này nó không quay tự nhiên như thế này được đó. Đây này, như thế này là không bị rít này đó. Các bạn thả ra nó vẫn còn cái độ, nó không bị ma sát cái quạt, nó không bị rít là ok. Còn cái này các bạn phủi sơ thôi. Còn nếu mà nó bị rít á nha, thì các bạn nên tháo banh cái này ra luôn. Thường nó sẽ có những con ốc, các bạn gỡ con ốc ra rồi tháo cái nắp này ra. Tháo nắp này ra xong rồi cái cánh quạt này các bạn bứt ra luôn. Bứt ra luôn nó không có bị sao cả nha. Nó thiết kế có thể bứt ra được. Rồi sau đó các bạn dùng cái dầu nhớt, mà dầu nhớt xe máy á, hoặc là mấy cái dầu nhớt mà máy may á, đó, cái dầu nhớt nó sẽ rất là tốt. Bạn nhỏ ít thôi, đừng có nhỏ nhiều quá nha, không có cần có nhiều đâu. Có bạn hạt đậu là ok rồi. Con là một thời xưa mình học đồ họa, dựng phim đồ cũng bằng con này đó, mình làm quảng cáo cũng bằng con này. Máy nó lên rồi nha các bạn. Dạ. Vệ sinh xong mà máy lên rất là vui luôn. Cho dù mình là thợ nhiều năm rồi nhưng mà vẫn thấy hồi hộp khi mà vệ sinh. Vệ sinh xong mà máy mình không lên là buồn lắm luôn á. Ăn hành no luôn. Đây. Ok, chúc các bạn thành công. Mình là Cường IT. Thì nếu clip thấy hay nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye. See you later.